Chuột con mất mẹ. Cô nghi ngờ loại thuốc này là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái đó sao? Vâng, em nghĩ thế. Họ đã tìm thấy rất nhiều vỏ thuốc này và một vỉ dở trong phòng cô ta. Theo em đoán thì độc tố của loại thuốc này là yếu tố gián tiếp khiến cô ta tử vong sau khi bị sốc rượu. Cái này, theo tôi nghĩ, phải thí nghiệm thật kỹ mới có thể đưa ra kết luận được. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ kiểm chứng điều này trên chuột bạch. Loại thuốc này độc thế nào sẽ sớm biết được ngay thôi. Chuyển thành dung dịch lỏng thế này sẽ thấy kết quả nhanh hơn. Anh tiêm cho chúng đi. Anh Thái, con này có cái hạch ở nách, nó bị bệnh rồi, phải loại con này đi. Sao anh còn tiêm thuốc làm gì? Ừ nhỉ, tôi không để ý. Vậy cô bỏ nó ra ngoài đi. Đằng nào con chuột này cũng bị tiêm thuốc rồi, tôi muốn để nó lại đây theo dõi thêm. Đấy, anh thấy chưa? Những con chuột sắp chết cả rồi, chứng tỏ loại thuốc ấy độc tố rất cao. Vậy là chúng ta đã có kết quả. Cô gái ấy chính xác bị độc tố của thuốc, cộng thêm xúc tác của rượu mạnh nên mới tử vong nhanh như vậy. Còn con chuột bị khối u ở nách, nó sao rồi nhỉ? Anh Thái, nó bỏ ăn rồi. Mà cái hạch to lên khiếp quá. Chắc nó sắp chết rồi. Tôi đoán nó mắc bệnh hạch di truyền, sinh ra bán nước. Em cũng nghĩ thế. Có lẽ nó chết thật rồi. Để tôi phẫu thuật xem cái hạch ấy thế nào. Hả? Nó chưa chết. Hả? Nó làm gì thế nhỉ? Nó đang cố cắn đứt khối u đó. Anh Thái, em không thể tin vào mắt mình nữa. Sao một con chuột bé nhỏ lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế? Thật phục tinh thần thép và khát vọng sống mãnh liệt của nó. Hãy để cho nó sống thêm được phút nào hay phút đấy, vì nó đã chiến đấu hết mình mà. Không biết con chuột mắc bệnh kia sao rồi nhỉ? Em nghĩ là nó chết rồi. Anh Thái, anh mau lại đây đi. Có chuyện gì thế? Nó sao rồi? Thật kỳ diệu, giờ thì em đã hiểu tại sao nó lại có sức chiến đấu phi thường đến thế. Thế là nó đã ra đi. Nó đã chiến đấu hết mình với bệnh tật để nuôi con cho đến ngày 21, ngày mà chuột con dứt sữa. Chuyến từ thiện. Khung cảnh núi rừng đẹp quá. Hình như đằng xa có con thác kìa. Ồ, đúng rồi, là thác nước thật đấy. Đây là lần đầu các em lên đây à? Dạ vâng ạ. Cũng là lần đầu tụi em làm từ thiện luôn, nên hồi hộp lắm anh ơi. Lần này khá vất vả đấy. Đang là dịp Tết thiếu nhi, cho nên nhóm tình nguyện của chúng ta phải chia nhỏ đi nhiều nơi phát quà cho các em. Vì vậy chuyến tình nguyện lên Bản Dốc lần này chỉ có 4 anh em mình thôi. Dạ, không sao. Chỉ cần thấy mình làm được việc gì đó có ích thì chúng em vui lắm rồi. Không ngại vất vả đâu. Tuổi trẻ có khác, tốt. Hãy giữ vững tinh thần và nhiệt huyết đó các em nhé. Dạ. Ồ, chúng ta sắp tới Bản Dốc rồi đó. Anh đã liên hệ trước nên cựu bản đã tập trung hết các em nhỏ lại rồi kìa. Dạ, chúng em cũng thấy rồi ạ. Chào bác, chúng cháu là nhóm từ thiện Hoa Hồng Xanh, đã liên hệ trước ạ. Vâng, chào các anh chị. Ồ, em muốn quà phải không? Được rồi, chị sẽ phát trước cho em. Hoa, dừng lại, em để hộp quà lên xe đi.
chúng ta chưa phát ngay được đâu. Ờ, dạ. Em bé, em có thể tập hợp các bạn lại đây giúp anh một việc được không? Dạ. Tụi anh phải đi một quãng đường rất xa mới tới được đây đó, nên giờ ai cũng rất mệt, mà trên xe có rất nhiều đồ. Ai có thể giúp anh chuyển đồ xuống, anh sẽ trả công sòng phẳng. Dạ, em nè anh ơi. Rồi, bây giờ các em hãy xếp hàng để anh trả công nào. Em có thắc mắc, tại sao hôm nay anh lại ngăn em phát quà cho em bé đó, rồi lại nhờ các em nhỏ chuyển quà xuống nữa? Chúng ta đâu mệt đến nỗi không làm được đâu. Tất nhiên, anh làm vậy không phải do chúng ta mệt, mà là muốn tốt cho các em ấy. Các em ở trên này đều rất nghèo, và nếu có những đoàn từ thiện lên đây phát quà, nếu lần nào cũng nhận được sự giúp đỡ một cách dễ dàng, thì về lâu dài, các em ấy sẽ mặc định cứ khó khăn là có người giúp đỡ. Tư tưởng ấy sẽ theo các em ấy lớn lên, và sau này các em ấy sẽ dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh, thay vì cố gắng phấn đấu làm giàu. Như vậy thì bao giờ mới thoát nghèo? Đúng vậy ạ. Em hiểu rồi, cho nên thay vì trao thẳng quà cho các em, anh đã tạo ra một lý do để chúng hiểu phải lao động thì mới có thành quả, phải không ạ? Đúng là một kinh nghiệm quý giá. Cảm ơn anh đã chỉ bảo chúng em. Không ngờ qua những chuyến từ thiện thế này, chúng em lại được vỡ ra nhiều điều đến thế. Mượn đuôi cáo. Đói quá. Cả ngày hôm nay đi mãi mà không tìm thấy chút thức ăn nào là sao nhỉ? Hình như là sắp có chuột đi qua đây. Phải né vào trong hốc cây xem thế nào. Ba ngày nữa là tổ chức đám cưới cho thằng Út rồi. Tôi lo quá. Tôi cũng vậy. Chúng ta chỉ có mỗi một mình nó là con trai. Lễ cưới này phải cố gắng tổ chức cho thật to, thật rầm rộ, để nở mày nở mặt với họ hàng nhà chuột rồi ông ạ. À, cái lũ chuột kia, một lũ dốt nát, lại chỉ thích khoe khoang, thể hiện. Cổ bàn phải thật linh đình. Thêm vào đó, khách đến dự cũng phải có những người có máu mặt một chút. À, ta đã có cách chén được cả mẻ chuột đồng béo ngậy rồi. Ôi cáo. Này, anh chị nhà chuột, chớ có sợ, tôi không hại anh chị đâu. Khiếp, làm gì mà anh chị sợ tôi thế? Lại đây giúp tôi một tay được không? Giúp ư? Ban nãy tôi mãi xông vào bụi kia để giải thoát cho một con thỏ bị sập bẫy, nên bị cỏ dại dính đầy người. Anh chị giúp tôi gỡ ra với. Chẳng hay anh chị đi đâu mà có vẻ tất bật như vậy. Nào, nếu tôi định hại anh chị thì đã hại luôn rồi, chứ chẳng rỗi hơi mà ngồi hỏi han chuyện làm gì. Anh chị đi đâu đấy? Chẳng giấu gì bác. Chúng tôi định sang bên kia để bàn với trưởng làng cách tổ chức lễ cưới cho con trai. Ồ, vậy sao? Mấy hôm trước anh chuột cống cũng có tổ chức cho con trai lễ cưới rất to thì phải. Sao mà bằng nhà chúng tôi được chứ? Anh đã đi dự chưa mà biết? Tôi chưa. Nhưng mạc hạng như nhà anh ấy thì sao có thể sánh ngang với chúng tôi được cơ chứ? Tôi nghe nói hôm đó còn có cả anh mèo hoang đến dự đám cưới của nhà hắn cơ. Thiên hạ chẳng trầm trồ là gì. Hả? Có chuyện đó thật sao? Lẽ nào vì thế mà mọi người đều khen ngợi đó là đám cưới to nhất từ xưa đến giờ? Chứ còn sao nữa? Mời được cả mèo đến dự, chả ếch thì sao? Mình ơi, phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể thua nhà tên chuột cống đáng ghét kia được. Thôi, cảm ơn anh chị nhé.
tôi cũng chuẩn bị ra đồng hai ít cỏ nghệ về ăn cho bác ruột. Này, Mình này, hay là chúng ta mời bác Cáo kia đến dự đám cưới? Mời Cáo ư? Chứ sao nữa, nhà Lão Cống mời được mèo, nhà ta mời được Cáo đến dự, chả phải oai hơn nhiều sao? Nhưng mà nếu Cáo có ý hại chúng ta thì tôi và bà đã chẳng còn sống đến giờ này rồi. Ông nói cũng có lý. Bác Cáo này, chúng tôi muốn nhờ bác một việc được không? Việc gì thế? Nói mau, tôi phải đi bây giờ. Một tuần nữa, mời bác cùng gia đình đến dự đám cưới nhà tôi cho thêm phần long trọng bác nhé. Dự đám cưới ư? Gầy gò đây. Ấy ấy, bác cố gắng giúp chúng tôi với ạ. Nhất định chúng tôi sẽ hậu tạ bác sau. Thôi được, nể tình anh chị vừa giúp tôi, thôi thì hôm đó gia đình tôi sẽ qua đó một lúc. Cảm ơn bác, cảm ơn bác Cáo nhé. Dạ, xin chào các bác ạ. Xin mời vào ạ. Sao nhà bác ấy vẫn chưa tới nhỉ? Kia rồi. Dạ, thưa các cô, các bác, xin hãy cho những vị khách quý của chúng ta một tràng pháo tay ạ. Cáo ư? Cáo ư? Dạ, xin chào nhà bác Cáo ạ. Xin cảm ơn các bác hôm nay đã bớt chút thời gian. Không cần phải cảm ơn chúng ta đâu. Ta phải cảm ơn các người, vì hôm nay chúng ta được bữa thịt chuột no say rồi. Hả? Ôi, ôi. Ôi, ôi. Cũng chỉ vì cái tính ham khoe khoang mà chuốc họa vào thân như thế này đây. Sự tích mặt trăng. Ngày xưa, ngày xưa, suốt hàng thế kỷ dài, thế gian chỉ luôn là ban ngày sáng rực. Con người không biết đến bóng đêm là gì. Thần mặt trời luôn tự hào vì soi sáng cho vạn vật, mà không biết rằng mọi sinh linh dưới mặt đất đang dần kiệt quệ. Trời cứ nắng chang chang mãi thế này thì sống sao nổi nữa đây. Kìa bác có sao không? Cô làm ơn cho tôi xin hớp nước. Nước ư? Cả nhà mình cũng chỉ còn chỗ nước này cho lũ trẻ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ thì tôi có thể tiếp tục về nhà tiếp rồi. Đã nhiều ngày qua, giờ tôi mới có được hớp nước mát lành đến thế. Không có gì, nhưng trời cứ nắng gắt mãi, ngày qua ngày thế này, thì bác nên giữ sức, chứ sao lại cứ đi ròng rã vậy? Ngày đêm thì khác gì nhau đâu. Thôi thì tôi cố gắng trở về nhà bên vợ con, cầm cự qua ngày thôi. Chứ tôi đã đi khắp bốn phương tám hướng, tìm đường sống, mà chẳng chỗ nào khá hơn cả cô ạ. Có đi bốn phương tám hướng cũng không khá hơn ư? Cứ thế này không được rồi. Mùa hè oi bức lại sắp đến nữa. Làm sao mà sống nổi? Chỉ còn một cách thôi. Các con của mẹ, mẹ phải đi tìm thần mặt trời để xin ông ấy tắt bớt nắng và ban ít bóng đêm cho con người nghỉ ngơi một chút. Vì thế, mọi việc ở nhà các con hãy giúp mẹ, anh em trông chừng lấy nhau được không? Vâng thưa mẹ, con sẽ chăm sóc em chu đáo. Gạo ở trong chum, lưu nước cũng đã đầy, sẽ đủ cho các con đến 15 ngày của tháng, nên đừng để khát quá, mẹ sẽ về nhanh thôi. Còn bao xa nữa mới tới đây? Ủa, ai kia? Nhìn đôi môi khô khốc và làn da nứt nẻ của bà ấy kìa. Bà là ai vậy? Bà không biết đây là chân núi cắm lên nhà trời sao? Chân núi cắm lên nhà trời, may quá. Sao bà lại vui thế? Bà mà bị bắt gặp sẽ bị phạt đấy. Có bị phạt, tôi nhất định cũng sẽ phải lên gặp thần mặt trời cho bằng được. Tôi phải kể cho người hiểu nỗi khốn khổ ở dưới trần gian, khi mặt đất suốt ngày bị ánh sáng của người thiêu đốt. Với lại, tôi phải gặp được ngài để xin ngài ban cho ít bóng đêm. Không thì, các con của tôi cũng đến kiệt sức mà chết mất. Được rồi, nếu bà quyết tâm thế thì tôi sẽ giúp bà đến được chỗ thần mặt trời. Hãy theo tôi.
Người trần gian, sao ngươi dám to gan lên đất cấm của trời thế kia? Dạ, xin thần mặt trời lượng thứ. Tôi liều mạng đến đây chỉ vì không đành nhìn thế gian và các con của mình chết mòn trong đói khát. Tôi xin người hãy ban mưa, tắt bớt cái nắng và để thế gian vài giờ có bóng đêm để mọi người có giấc ngủ ngon ạ. Cả gan thay người trần mắt thịt, chẳng phải suốt ngàn năm qua các người dùng nắng và ánh sáng của ta để mưu sinh đó sao? Giờ sao ngươi dám nói những lời như vậy? Bẩm thần mặt trời tối cao, đúng là chúng tôi cần ánh sáng cho công việc, nhưng những lúc nghỉ ngơi, ánh sáng khiến chúng tôi không chợp mắt được. Dần dần ai cũng tiều tụy, không còn khả năng làm việc nữa. Xin thần suy xét. Có chuyện đó sao? Ta không ngờ rằng lại có tình huống này. Nhưng không thể tắt nắng để bóng đêm tràn ngập thế gian được, vì ánh sáng sẽ xua đuổi tà ma quấy phá. Nếu bóng đêm ngự trị thì yêu ma sẽ lộng hành, con người lại càng gánh thêm phần khốn khổ. Thế này thì chúng thần biết phải làm sao ạ? Chỉ có một cách là trong bóng đêm phải có ánh sáng soi đường cho con người tránh quỷ dữ. Nhưng ai sẽ hy sinh thân mình để hóa thành nguồn ánh sáng đó đây? Xin thần hãy để tôi làm nguồn ánh sáng đó. Ngươi sẵn sàng thật không? Nhưng xin thần hãy cho tôi thêm một ngày để chia tay các con của mình. Được. Mẹ, mẹ về rồi. Con nhớ cách gieo mạ chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, tốt rồi. Con xong rồi, mẹ xem có đẹp không này? Con của mẹ khéo tay lắm, đẹp lắm. Mẹ ơi, nhờ có mẹ dạy dỗ mà chúng con mới làm được những việc có ích. Mẹ đừng bao giờ rời xa chúng con mẹ nhé. Ừ, mẹ sẽ luôn dõi theo các con của mẹ. Tạm biệt các con. Ngày hôm ấy là rằm tháng 8. Bóng đêm lần đầu bao phủ thế gian. Nhờ có bóng đêm, con người đã có thể nghỉ ngơi sau ngày dài làm lụng mệt mỏi. Mặt đất và cây cối nhờ đó cũng có sức sống trở lại. Vầng sáng tròn vành vạch với thứ ánh sáng dịu dàng trên trời được người đời gọi là mặt trăng. Mặt trăng được kết tinh từ tấm lòng người mẹ, luôn soi sáng, dẫn lối cho các con thân yêu của mình. Ánh trăng tỏ nhất vào đêm 15-16 âm lịch, vì đó là ngày hẹn hội ngộ của mẹ con họ. Và cứ đến ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, những người con lại làm một cặp bánh để dâng lên mẹ. Đến nay, người đời gọi là bánh trung thu. Hai anh em sáu. Các con, hôm nay mẹ sẽ dạy các con bài học về cách kiếm mồi và tự vệ nhé. Dạ. Dạ. Việc đầu tiên là các con phải quan sát con mồi thật kỹ nhé. Cách nhận biết đâu là thức ăn của chúng ta, các con phải nhớ là... Anh ơi, cái này chẳng cần học chúng ta đã biết rồi mà. Mẹ thật là cẩn thận quá anh nhỉ? Ừ, em nói đúng. Giờ mẹ phải đi ra ngoài có việc. Các con hãy ở nhà học bài và tập bài đi nhé. Mẹ đi một lát rồi sẽ về ngay. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm đi. Hãy nhớ là chỉ được đi lanh quanh gần đây thôi nhé. Dạ. Mẹ đi vắng rồi, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, rồi tranh thủ kiếm mồi. Đúng đấy, đúng đấy. Rồi mẹ sẽ bất ngờ về anh em ta. Vậy ta đi thôi. À, có thức ăn rồi. Đâu, đâu hả anh? Kìa kìa, ngay trước mắt em đó. À, để em xuống đó bắt nha. À! Buồn cười quá. Có mổ con dung mà cũng không nhằm trúng đích thì còn nói làm gì. Hãy xem anh đây, sáo nâu. Đấy, bắt mồi phải thế chứ. Nó bám chặt vào cây lắm, anh phải cố sức mới lấy được nó ra đấy. Anh siêu quá. Gì thế này, rễ cây ư? Trời, hóa ra anh vồ nhầm. Chán quá, giờ nó lủi vào hốc cây rồi còn đâu. Rõ là lũ ngốc, bắt mỗi một con giun
mà còn không bắt được, thế cũng đòi đi kiếm mồi. Này ta được bữa thịt thơm ngon rồi đây. Mà lại không phải một con, mà là hai con sáo béo mập nữa chứ. Nhưng ta không thể bắt một lúc hai con được. Bắt con này thì con kia sẽ bay mất. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ông ấy là ai thế? Anh không biết, nhưng trông ông ấy thật oai phong. Hay là chúng ta nhờ ông ấy chỉ cách bắt những con giun kia? Ừ, hay đấy. À, rõ là bọn sáo này không học bài học về loài mèo. Sát thủ của loài sáo sao? Cơ hội ngàn năm có một cho ta đây rồi. Ta sẽ nhẹ nhàng ăn thịt từng đứa một. Chào hai nhóc, hôm nay trời đẹp quá đúng không? Ông là... Các nhóc không biết ta ư? Ta chính là thần rừng, cai quản khu vực này. Thần rừng ư? Vậy chắc hẳn là ông có thể giúp chúng cháu bắt những con giun trong hốc cây kia đúng không ạ? À? Được chứ, việc đó dễ như không ấy mà. Nhưng mà trước tiên, hai nhóc phải tạm lánh vào trong hốc cây kia đã. Ta không được, để ai nhìn thấy lúc ta bắt mồi. Được ạ, chúng cháu sẽ chui vào trong đó xem. Giờ thì chúng mày không thể thoát được rồi. Không, sáu em, mau bay ra khỏi hang, nguy hiểm. Chúng ta trở về tổ thôi. Các con có biết đó là ai không mà đi theo như vậy? Mẹ ơi, đó là thần rừng đấy. Thần rừng cái gì chứ? Đó là mèo rừng, là kẻ thù số một của loài sáo chúng ta. Hả? Mèo rừng? Chúng con... Hắn định dụ các con vào hang để ăn thịt từng đứa một đấy. Trời ơi, chỉ muộn một chút nữa thôi là các con đã ở trong bụng của hắn rồi. Vậy mà chúng con cứ tưởng... Các con còn nhỏ, muốn trưởng thành thì phải học hỏi rất nhiều. Giờ đã thấy hậu quả tai hại của thói lười biếng không chịu học hành chưa? Mẹ ơi, tại chúng con đã không nghe lời mẹ, mẹ tha lỗi cho chúng con nha. Vậy thì từ sau, các con phải thật chăm chỉ học kiếm mồi và nghe lời mẹ để tránh gặp nguy hiểm nghe không? Dạ vâng, thưa mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.